tuổi, một cư sĩ tiền bối hữu công của Giáo hội Phật giáo Trung Phần Huế Việt Nam và của bà Nguyên Tổ Khổng Thị Sâm. Do được sinh trưởng trong một gia đình thuần thành nghiệp đạo, từ nhỏ tỳ kheo Thiên Phổ Hòa đã được cụ ông Nguyên Tấn Phan Cảnh Tú hướng dẫn tu tập gần gũi, gặp Phật từ bi và sớm quy Phật danh là Hồng Liên. Sau đây con xin nói sơ về học vấn, về trách nhiệm của một người công dân, về hoạt động gia đình Phật tử của Thầy Phổ Hòa. Và vì Thầy gần gũi như anh trưởng bán vừa nói và rất là hiền từ, cho nên chúng con xin được phép là kêu Ngài bằng Sư Huynh. Về học vấn, Sư Huynh đã theo học từ tiểu học qua trung học đến sư phạm cấp tốc, được bổ về dạy tại các trường trung học ở Quảng Trị, Tuệ Thiên. Sau đó vào quân đội, Sư Huynh đã được học đầu tiên khóa 3 sĩ quan trừ vị Thủ Đức và làm tham mưu trưởng phó khối chiến tranh chính trị, rồi đến thiếu tá bộ tổng tham mưu và cuối cùng là trung tá bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như một số con dân nước Việt, sau biến cố 75 phải di tản hoặc đi cải tạo hoặc vượt biên, thì Sư Huynh cũng vậy. Nhưng vì cấp bậc cao cho nên Sư Huynh chúng con đã phải đi cải tạo tù đầy đến 12 năm, nghĩa là năm 1987 Sư Huynh mới được ra khỏi trại. Và sau 5 năm đến 1993 Sư Huynh chúng con được theo diện hạt ô 36 qua đến Hoa Kỳ và định cư tại Cali. Về hoạt động gia đình Phật tử thì bốn chữ này đã gắn liền vào cuộc đời của Sư Huynh. Bốn chữ gia đình Phật tử mà Sư Huynh ôm ấp từ ngày đầu tiên khi ra lập, khi phong trào gia đình Phật Hóa Phổ, tiền thân của gia đình Phật tử Việt Nam tại quê nhà, đã góp phần góp ý trong việc kiện toàn và phát triển gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và hải ngoại nói chung trong gần 3 thập niên qua. Tại Việt Nam, Sư Huynh đã trực tiếp cầm quài và cầm đoàn điều hành sinh hoạt gia đình Phật tử Phật Hóa Phổ Hương Tiền. Đó là một trong 3 đơn vị gia đình Phật tử đầu tiên tại thành phố Huế và nói chung là tại Việt Nam. Ngài đã từng làm huấn luyện viên cho các trại, nhất là cái trại huấn luyện Ai Dục đầu tiên năm 1948, trại huấn luyện huấn luyện Kim Cang tổ chức tại Huế năm 1951, quy tụ các huấn luyện tiền bối từ các miền Trung Nam Bắc cùng về học hỏi kéo dài hơn cả tuần lễ. Phải nói rằng đây là một trại huấn luyện huấn luyện đầu tiên quan trọng và quy mô nhất kể từ ngày gia đình Phật tử Việt Nam có mặt tại Việt Nam. Mặc dù ở trong quân ngũ, Sư Huynh vẫn tranh thủ hàng tuần sinh hoạt tại các đơn vị gia đình Phật tử chánh đạo Sài Gòn thuộc miền Vĩnh Nghiêm với vai trò đoàn trưởng đoàn Thiền Nam. Và cũng giống như là chúng ta biết là khi mà làm huấn luyện viên là tất cả những trại huấn luyện đều có mặt của Sư Huynh và tiếp tục sang đến Hoa Kỳ tháng 11 năm 1993. Sư Huynh Hồng Liên Phan Cảnh Tuân định cư tại Hoa Kỳ và cái đơn vị đầu tiên mà Sư Huynh và sinh hoạt đó là gia đình Phật tử Chánh Pháp. Và tiếp sau đó thì Sư Huynh cũng như ở Việt Nam là huấn luyện viên rất nhiều trại huấn luyện sơ cấp Độc Uyển, cấp 1 A Dục, cấp 2 Huyền Trang, và đã từng ở trong ban hướng dẫn Trung ương Việt Nam và cũng như là ban hướng dẫn
Trung ương tại Hoa Kỳ. Sau Trung ương, sau đó là Đại Đức đã làm Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Giám sát Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và sau khi mà thọ giới, Sư Huynh Hồng Liên, tức Đại Đức Phổ Hoàng, được Ban Hội nghị Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cung thỉnh về thường trụ và điều hành sinh hoạt tại Trung tâm Huấn luyện và Tu học Thích Quảng Đức này. Và hiện trước khi mà Sư Huynh viên tịch, Sư Huynh cũng từng là thành viên của Hội đồng Cố vấn Giáo hành Ban Hội nghị Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Sư Huynh còn là trưởng ban bảo trợ Gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại. Về hành trang xuất gia, thì như đã bị biết là Sư Huynh ở trong một gia đình rất là đạo cực, bộ trắng tu hành là còn sẵn, chỉ nguyện xuất trần thì ấp ủ từ lâu và có thể nói là nhiều kiếp, nên thủ duyên đã đến qua lần về thăm Trung tâm Phật giáo Hay Quốc thuộc miền Bắc California. Được sự thương mến của Thượng tọa Viện chủ khuyến khích, nên liền sau đó tháng 9 năm 1996, Phật tử Hồng Liên Phan Cảnh Tuân phát nguyện xuất gia bái thầy là một sư, thọ cụ túc giới trong đại giới đàn Quang Nghiêm năm 2000 tại chùa Quang Nghiêm Stockton thuộc miền Bắc California và trở thành tỳ kheo Thích Phổ Hoàng. Mà tâm nguyện xuất trần cũng chẳng quên được nghiệp áo lăng, nên trong lời phát nguyện của lễ xuống tóc, tân tỳ kheo Thích Phổ Hoàng còn có bằng: hôm nay ngày 14 tháng 9 năm 1996, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Tỵ, là ngày trọng đại nhất trong đời con, ngày mà con hàng ước mơ chờ đợi trong suốt mấy chục năm qua. Nay hồi đủ duyên lành, con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng chư Phật chư Bồ Tát. Con cũng xin đảnh lễ ôn cùng quý bậc trượng thượng ôn đức kính thưa đầu bà con và anh chị em. Con xin được xuất gia hiện dân trọn vẹn quãng đời còn lại cho chỉ nguyện tu học, hành trì hàng thực hiện trọn vẹn ước mơ của con từ mấy chục năm nay, là quyết tâm học đạo để phục vụ tuổi trẻ qua hình thức sinh hoạt của Gia đình Phật tử Việt Nam. Sau khi đảm nhận vai trò trung tâm trưởng Trung tâm Hội đồng Tu học Thích Quảng Đức, ngoài bổn phận là một vị xuất gia, thì các Thích Phổ Hoàng luôn gắn bó trong sinh hoạt màu lam khắp nơi trên thế giới và cũng giống như là ở tại Hoa Kỳ. Đối với tất cả thì các Thích Phổ Hoàng vừa là người thầy, vừa là người anh mẫu mực, nhưng rất bền nhì và dễ gần gũi. Những ngày trở thành bậc tu sĩ của thầy Thích Phổ Hoàng, như chính lời phát nguyện trong ngày lễ xuất gia trước đó, thầy đã rũ bỏ mọi hỷ nộ ái ố thị phi để sống gần, sống với và sống cho lẽ đạo nhiệm màu và cho lý tưởng thiên niên của Gia đình Phật tử Việt Nam. Với một vai là tu sĩ, một vai là anh trưởng lớn, trên hai vai thầy đã gắn tròn cả một khối tình, không chỉ về pháp lực sân môn mà với cả để làm việc. Và những đầu tiên con là nói danh xưng Sư Huynh Phổ Hoàng, cũng vì vậy mà chúng con xin được phép gọi như vậy. Và tấm gương của thầy đã giúp cho tất cả đoàn viên Gia đình Phật tử chúng con tin tưởng thành quả của công tác giáo dục tuổi trẻ. Dù ở phương trời nào, dù ở phương vị nào, trách nhiệm gì, thực hiện công tác gì, chúng con đều theo gương thầy là phục vụ cho vì và với Gia đình Phật tử, để theo đúng mục đích của tổ chức Gia đình Phật tử là đào luyện những thanh thiếu niên trở thành những người Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ mỗi lần mưa pháp của Ngài rơi xuống là mỗi lần chúng sanh thoát khỏi